hôm nay về với kênh của Đức Myro thì trước mặt mọi người đây là một sản phẩm xe điện ba bánh Zobo T1. Và cái chiếc xe này sẽ có những cái đặc điểm gì nổi bật? Thứ nhất là về giá thành đi. Giá thành của em nó chỉ có 22.500.000. Chúng ta đã sở hữu được một em ba bánh có hai hàng ghế để chúng ta thể đi được ba người lớn nhất. Đây là anh quay phim quay cẩn thận vào đây này. Ngồi hai người lớn ở phía đằng sau cực kỳ là rộng rãi và thoải mái, nên là mọi người không phải lo lắng về vấn đề chúng ta đi đón con hay đón cháu đi học. Đấy. Và với cái tầm giá 22.500.000 thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm gì trên chiếc xe này? Ngay bây giờ hãy đi cùng xe Minh Đức xem nhé. Thứ nhất, một mặt kính thẳng, vuốt rất cao, như mình cao 1m85 mà em nó phải cao đến tầm 1m8, 1m... đúng rồi, phải 1m78, 1m8 đấy. Và cái em này sẽ đi nó sẽ cảm giác là nó sẽ chiến hơn những cái chiếc xe mà có mái vòm rất là thấp. Và cái mái cao này sẽ có cái tác dụng gì ạ? Khi mà mình cao ráo như thế này, mình ngồi trong một cái chiếc xe có cái mái cao này thì chúng ta thấy này, anh quay phim phải quay vào đây khoảng sáng đầu mình với trần xe này cực kỳ là cao và thoáng đấy, chúng ta sẽ không bị vướng nhá. Nhà thiết kế cũng tính khá là chỉnh chu cho mọi người rồi. Và chiếc xe này được trang bị gồm động cơ sẽ được động cơ là 1000W và có cầu V-Sai. Bánh của chiếc xe này sẽ được sử dụng là lốp không xăm bánh 300/10 đấy. Và có đèn xi nhan tích hợp trên chắn bùn này, cái chắn bùn này chúng ta đu lên cũng không thể gáy được nhá. Đấy, mọi người thì thấy với mức giá mà 22.500.000 không em nào vượt qua được em này luôn, mình khẳng định. Và về phần đầu xe của chúng ta sẽ được tích hợp những cái giải đèn định vị ban ngày này, có đèn xi nhan tích hợp ở phía bên tay phải này và tay trái. Đấy, mọi người thì thấy đây sẽ là được trang bị đèn này. Đấy, đèn rồi. Đấy, đèn pha và đèn cốt, đèn chiếu xa và chiếu gần nhé. Đấy, lốp xe cũng được trang bị là lốp 300/10, lốp không xăm nhé. Và cái chiếc xe này chúng ta sẽ phù hợp đi ở trong những cái khu resort hay là khu những cái khu Vinhome ấy. Chúng ta đi ba người lớn đi buổi tối thoải mái để cho chúng ta đi loanh quanh ở trong những cái nội khu. Trên chiếc xe này thì chúng ta được trang bị hai giỏ đồ để cho chúng ta chứa hàng, gồm là một giỏ phía đằng sau này. Đấy. Và một giỏ ở trong cốp này nữa. Thì cái cốp này thì sẽ được trang bị khái niệm là khi mà không chở hàng thì chúng ta có thể chở người, mà khi chúng ta không chở người chúng ta có thể chở hàng. Đây. Chiếc xe này khá là êm này, mọi người thấy đấy không? Đấy. Và chiếc xe này thì nhà mình có bán thêm bộ rèm che mưa rồi nhá, nên mọi người không phải lo lắng những vấn đề này. Mình sẽ chạy thử chiếc xe này xem cảm nhận nó như thế nào nhé. Chạy cực kỳ là êm và mướt. Đó. Không hề bị giật giật. Mình đang cảm nhận chạy thử. Đó. Rồi. Chiếc xe này thì sẽ có đầy đủ số tiến, số lùi và có hai phanh tay và một phanh chân ở đây nhé. Đấy. Rồi, với mức giá mà chỉ có 22.500.000 để chúng ta sở hữu được một em T1 như thế này, có xứng đáng với túi tiền của mọi người không? Hãy để lại comment ý kiến phía bên dưới của kênh Đức Myro nhé. Giờ thì cũng phải xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau của Đức Myro.